Dạ rồi, em xin chào quý khách hàng thân yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo ha. Địa chỉ bên tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy tình yêu ơi. Hôm nay em xin giới thiệu vàng công ty 610 cho mấy chị nha. Nhẫn nữ nha mấy chị nè, nguyên một mâm nhẫn nữ luôn, quá xá luôn mấy tình yêu ơi. Đây, quá nhiều luôn. Một hồi nữa là em sẽ lên từng sản phẩm một cho mấy chị yêu của em nha. Đây, đầu tiên là em có nhẫn cẩm thạch nha mấy chị nha. Nhẫn cẩm thạch cho những người lớn tuổi nè, lớn tuổi trung niên mình đeo đều được luôn, giùm em gái luôn nha. Đây, quá xá đẹp, quá xá xuất sắc luôn. Đá này là đá sơn thủy nha mấy chị. Đá này là dạng đá sơn thủy, mình đeo nó rất là sáng luôn, rất là lên nước luôn nha. Nặng là tầm khoảng là 1.8 một cái nhẫn như thế này nha mấy tình yêu nha. Rồi nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua một loại nhẫn tiếp theo là dạng nhẫn hột trà Pháp nha. Nhẫn nữ hoàng hột trà Pháp cho mấy tình yêu của em nè. Đây, hột trà Pháp em có đầy đủ luôn cho mấy chị yêu luôn, rất là nhiều luôn cho mấy tình yêu của em nè. Quá xinh chưa? Đây, cái nhẫn đầu tiên em đang cầm trên tay của nó là một hột chủ hột trà Pháp, hai tầng tấm, hai tầng hột nha mấy chị. Một tầng hột trắng và một tầng hột màu. Nặng là tầm khoảng là 3.4 một cái nhẫn như thế này. Rồi tiếp tục nhẫn thứ hai là nặng là 1.9 nha mấy chị nha. Nhẫn thứ ba nặng là 3.2. Quá ư là xuất sắc chưa? Mấy chị coi cái đai của nó nè, đai giác kim tiền luôn cho mấy tình yêu của em luôn ha. Đeo là sáng rực rỡ luôn nha. Rồi, tình yêu nào nhanh tay cứ thích mẫu nào thì nhanh tay cứ chụp màn hình lại giùm em nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua mẫu tiếp theo cho mấy chị yêu nha. Đây, tiếp tục là em lên dạng nhẫn hoa cho mấy chị nè. Trời ơi, đeo là cái bàn tay nở hoa luôn nha mấy chị nha. Nở bông cuộc đời luôn, nở bông luôn cho mấy chị yêu của em luôn. Rồi, tiếp tục nha. Đây, cái nhẫn bông này mấy chị xinh không mấy chị yêu ơi. Hàng bên em là ngập tràn tiệm vàng Kim Thành Thảo luôn. Em kính mời anh chị, cô dì, chú bác ghé đến bên tiệm em ha, để tậu cho mình và người thân những cái sản phẩm vừa mới vừa đẹp vừa độc lạ nha. Đây, cái nhẫn đầu tiên em đang cầm trên tay nặng là 3.2, nhẫn hoa mai nha mấy chị nha. Cái này mình đeo ngón giữa là hết sảy 0.7 luôn. Tiếp tục cái nhẫn ngón giữa em đang đeo nặng là 2.2, quá đẹp luôn. Tầng vừa tắm vừa một máy sáng rực rỡ luôn cho mấy tình yêu của em luôn nè. Rồi tiếp tục cái nhẫn thứ ba nha, nặng là 1.9 nha mấy chị nha. Nặng là 1.9. Tình yêu nào thích cái mẫu nào nhanh tay cứ chụp màn hình lại giùm cho em nha. Rồi tiếp tục nha, em có cái nhẫn dạng trái tim nha mấy chị nha. Nhẫn trái tim em có hai màu. Em có hai màu nha mấy chị nha. Em có màu xanh lá và màu xanh xanh biển nè. Đây, cái nhẫn trái tim này mấy chị nè. Nhẫn trái tim màu xanh biển mấy chị. Nặng là tầm khoảng là 1.7, 1.8 luôn. Một cái nhẫn như thế này nha mấy chị yêu nha. Đó, đai của nó là đai 3 hàng tấm luôn cho mấy chị yêu luôn. Rồi, tiếp tục em sẽ qua một mẫu tiếp theo cho mấy chị nè. Là dạng bản dài cho mấy tình yêu nha. Hột màu xanh, bản dài cho mấy anh chị. Trời ơi, nó đẹp nhức nhối con tim luôn mấy tình yêu ơi. Nhẫn này, nhẫn đầu tiên nặng là tầm khoảng là 1.1 nha mấy chị. 1.1, 1.2. Rồi cái nhẫn thứ hai nặng là tầm khoảng là 1.5 nha mấy tình yêu nha. Nhẫn thứ ba nặng là tầm khoảng là 2.3. Rồi, đó, quá đẹp luôn mấy chị. Mình đeo ngón trỏ, ngón giữa ok hết giùm em gái nha. Trộm chặt bên em làm ni lại được cho mấy chị nha. Chị ơi, cứ lựa đi, cứ lựa đi. Qua cứ lựa đi, không sao đâu. Thích cái nào kêu cô qua cô lựa đi rồi chị đứng chị coi cũng được. Rồi tiếp tục em có cái dạng tiếp theo là nhẫn con rắn. Đây, nhẫn con rắn nha mấy chị nha. Đây, quá xinh luôn mấy chị yêu ơi. Nhẫn con rắn là em có nguyên một bầy rắn luôn nha mấy chị. Đó, ba con rắn quá ư là xuất sắc luôn. Mình đeo ngón giữa, ngón trỏ, ngón danh ok hết giùm em gái nha. Rồi cái mẫu ngón trỏ đầu tiên của em đang đeo nặng là 1.2 nha mấy chị. Cái nhẫn con rắn này mấy chị trời nó đẹp, quá xá đẹp luôn. Rồi cái nhẫn tiếp theo là nặng là 1.9 nha mấy chị. Đó, nhẫn tiếp theo là nặng là 1.9, nhẫn thứ ba nặng là 1.5 nha mấy chị yêu nha. Rồi, tình yêu nào thích cái mẫu nào nhanh tay chụp màn hình lại giùm em. Mấy tình yêu ơi, lưu ý giùm em là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629, ngân hàng ACB, chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy chị. Trước khi mình chuyển khoản bên em, mình nhớ ép qua Zalo gọi điện thoại video để xác nhận tiền với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản nha, để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha mấy tình yêu nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên thêm một dạng nhận tiếp theo cho mấy chị nha. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha.
Tiếp tục là em sẽ lên cái nhẫn VIP này mấy chị. Trời ơi, nó đẹp nhức nhối con tim luôn mấy tình yêu ơi. Nhẫn yêu say lầm nha mấy chị nha. Cái này là mình đeo một chiếc một thôi, không cần đeo nhiều nha mấy chị. Một chiếc một là đủ sang chảnh rồi nha mấy tình yêu nha. Đó, hộp này là viền hộp bia ghép cho mấy chị yêu nha. Đeo là cực kỳ sáng luôn cho mấy tình yêu của em luôn. Nặng là 6,5 chỉ, 6,6 chỉ một nhẫn như thế này. Rồi tiếp tục em sẽ lên một cái dạng nhẫn tiếp theo là nhẫn hoa hồng lưới nha mấy chị nha. Hoa hồng lưới này, trời ơi, hoa hồng. Hoa hồng cuộc đời luôn, nở bông này mấy chị nè. Đó, nhẫn hoa hồng em có hai cỡ, một cỡ lớn và một cỡ nhỏ nha. Cái đầu tiên của em là em lên cỡ nhỏ là nặng là 2,1 chỉ nha mấy chị nha. Tiếp tục cái nhẫn thứ hai nặng là 3,4 chỉ. Mấy anh chị thích thì cứ chụp màn hình lại, còn vấn đề chụp còn có vấn đề về ni tay là bên em chỉnh sửa lại được cho mấy tình yêu. Cho nên là mấy tình yêu cứ yên tâm nha. Thích thì mình cứ chốt đơn đi rồi có gì em chỉnh ni lại cho mấy tình yêu cho nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên những cái dạng form dài cho mấy tình yêu nè. Form dài là bên em là ngập tràn luôn nha mấy tình yêu nha. Đây, em có nhẫn form dài hột trà Pháp này mấy chị nè. Xin không mấy chị, quá sang luôn. Lâu lâu nó mới về mấy cái hàng trà Pháp như vậy mà form dài nha, đeo cực kỳ sang luôn. Mẫu này nặng là 1,37 chỉ nha mấy chị yêu nha. 1,37 chỉ một cái nhẫn như thế này quá ư là xuất sắc chưa. Mà bản nó cực kỳ dài luôn. Mình đeo ngón giữa ngón trỏ ok hết giùm em. Tiếp tục em sẽ lên những cái dạng nhẫn bông hoa mai này mấy chị nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây, nhẫn hoa mai nha mấy tình yêu nha. Nhẫn hoa mai quá đẹp luôn. Đây, em có nhẫn hoa nha. Một màu, hai màu, ba màu em có đầy đủ luôn cho mấy tình yêu của em. Tiếp tục cái nhẫn đầu tiên của em đang đeo nè. Đó, cánh hoa nó xoay 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 được luôn nha mấy tình yêu nha. Đó, đang buồn, đang chán á, ngồi xoay xoay cho nó đỡ buồn nha mấy chị nha. Rồi, mẫu này nặng là 1,1 chỉ, 1,2 chỉ nha mấy chị. Rồi, cái nhẫn tiếp theo ha. Nhẫn tiếp theo là nhẫn hoa mai lộng bi nha mấy chị yêu nha. Móc máy sáng rực rỡ luôn cho mấy tình yêu luôn. Mẫu này nặng là 1,1 chỉ nha. Tiếp tục một cái nhẫn hoa tiếp theo là cái nhụy của nó là nhụy tắm nha mấy chị. Đó, chạy viền bi chỉ nha mấy chị nha. Nặng là 1,1 chỉ. Tiếp tục một cái nhẫn hoa hồng lưới 3 màu luôn cho mấy tình yêu của em nè. Đó, nặng là 1,7 chỉ. Quá ư là xuất sắc chưa. Đó, cái nhẫn này là có điểm nhấn nhất này mấy chị nè. Đó, buồn chán là ngồi say 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 cho đỡ buồn đỡ chán giùm em gái nha. Rồi mấy chị lưu ý giùm em gái là bên em chỉ có một số điện thoại duy nhất, số tài khoản duy nhất thôi nha mấy chị. Số tài khoản là 2539 16229, ngân hàng ACB. Chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy chị. Trước khi mình chuyển khoản bên em mình nhớ ép qua Zalo gọi điện thoại video để xác nhận tiền với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản nha, để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo như mấy tình yêu to bự của em nha. Rồi tiếp tục em có nhận tiếp theo nè mấy chị nè. Nhẫn hoa cánh tầng tầng nha mấy chị nha. Nhẫn này em có một màu, hai màu luôn cho mấy tình yêu luôn. Tình yêu nào thích hai model thì đeo hai màu, còn không thích model thì đeo một màu giùm em nha. Nặng là tầm khoảng là 1,5 chỉ một nhẫn như thế này. Quá đẹp luôn. Sáng rực rỡ đeo khỏi sợi đen luôn giùm em gái luôn nha. Rồi tiếp tục em có dạng nhẫn cha nồi nè. Nhẫn cha nồi đây, em có nhẫn chà nồi nè mấy chị, 3 mẫu 3 kiểu khác nhau. Rồi, có mẫu đầu tiên em đăng lên cho mấy chị yêu nha. Nặng là 1,6 chỉ. Đó, nặng là 1,6 chỉ. Nhẫn thứ hai nè mấy chị, đẹp không mấy chị? Trời ơi, chạy viền móc máy cho mấy chị yêu luôn, sáng rực rỡ luôn nha. Nặng là 1,46 chỉ nha mấy chị nha. Nhẫn thứ ba nặng là 1,9 chỉ. Cực kỳ đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Rồi, nó còn rất là nhiều luôn, nhưng mà bởi vì là thời gian có hạn cho nên là em giới thiệu được bao nhiêu thôi. Để một hồi nữa em sẽ quay cận cảnh lại từng mẫu cho mấy chị xem nha. Rồi đến đây là em xin kết thúc cái video này nha. Em xin cảm ơn anh chị cô dì chú bác đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn và gặp lại anh chị cô dì chú bác những video sau nha. Đây, quá xa đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Rồi, bye bye mấy cục vàng của em nha. Bye bye mấy chị.